Bản cập nhật 15.2 của PUBG Battleground sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 1. Krafton, nhà phát triển PUBG Battleground đã công bố bản cập nhật 15.2. Mang máy bay không người lái vào trò chơi Battle Royale phổ biến. Bản cập nhật đã đi vào các máy chủ thử nghiệm công khai và sẽ đến các máy chủ trực tiếp vào tuần tới. Bản cập nhật mới bổ sung một loạt thiết bị chiến thuật ngoài máy bay không người lái và các chế độ hướng dẫn mới. PUBG Battleground cũng đã nhận được một số cải tiến cho súng trường Win94 và VSS. Krafton cũng đã cải thiện giao diện của bản đồ nhỏ trong trò chơi, khiến nó trở nên chi tiết hơn. Hơn nữa, tựa game Battle Royale cũng có chủ đề sảnh đợi mới. Thông qua một bài đăng trên blog, Krafton đã công bố thiết bị chiến thuật mới, chế độ chơi và các cải tiến khác cho PUBG Battleground sẽ có sẵn thông qua bản cập nhật 15.2. Nó sẽ có sẵn cho người chơi bắt đầu từ ngày 12 tháng 12. Sau khi nó được tải lên các máy chủ công cộng trực tiếp, PUBG, thiết bị chiến thuật Battleground drone máy bay không người lái mới sẽ cho phép người chơi dò tìm bản đồ và chúng có thể xuất hiện ở mọi bản đồ. Người chơi sẽ có thể truy cập máy bay không người lái trong các trận đấu bình thường, trò chơi tùy chỉnh, chế độ huấn luyện và chế độ hộp cát. Drone cũng có khả năng nhặt các vật phẩm loot và đưa chúng trở lại người chơi điều khiển. Người chơi có thể khởi động máy bay không người lái bằng cách chuyển đổi trên chế độ xem máy bay không người lái. Tuy nhiên, máy bay không người lái không tàng hình vì chúng tạo ra tiếng ồn khi đang bay và có đèn nhấp nháy rõ ràng. Người chơi sẽ không thể di chuyển xung quanh khi họ đang ở trong chế độ xem drone và khi ra khỏi đó, máy bay không người lái sẽ di chuyển ở vị trí hiện tại của nó. Drone cũng có bán kính hoạt động 300m xung quanh người chơi điều khiển. Chúng cũng có thể chịu sát thương từ súng đạn, chất nổ, lửa, nước vượt quá bán kính hoạt động và va chạm xe cộ. PUBG, thiết bị chiến thuật Battleground EMP Gear giống như máy bay không người lái, EMP Gear cũng sẽ có sẵn trong mọi bản đồ và trong các trận đấu bình thường, trò chơi tùy chỉnh. Chế độ đào tạo và chế độ hộp cát. Bộ trang bị sẽ chứa 2 chồng băng tổng cộng là 10, nhưng việc trang bị nó sẽ làm giảm tính linh hoạt trong chiến đấu của người chơi. Sử dụng EMP Gear sẽ cho phép hồi phục nhanh hơn và hồi sinh nhanh hơn cho những người chơi bị hạ gục. Chế độ chơi mới của PUBG Battleground ở chế độ huấn luyện cơ bản. Người chơi sẽ trải qua 5 giai đoạn chuyển động cơ bản của nhân vật: cướp và bắn súng, cướp và ném vật ném, sử dụng vật phẩm chữa bệnh và hồi sinh đồng đội bị đánh gục. Đây là hướng dẫn đầu tiên trong số các hướng dẫn và cần thiết để người chơi hoàn thành để đến với giai đoạn tiếp theo, trận đấu huấn luyện AI. Trận đấu huấn luyện AI có 99 bot và hiển thị mô hình về cách một trận đấu diễn ra. Bản đồ được cố định trên Irenzo và chỉ hỗ trợ góc nhìn người thứ ba. Người chơi phải hoàn thành một số nhiệm vụ hướng dẫn vận động hành lang bao gồm các thành tích khác nhau và chỉ có thể đạt được một lần cho mỗi tài khoản. Krafton cũng đã giới thiệu một phạm vi luyện tập nơi người chơi có thể cải thiện kỹ năng ngắm và bắn của mình. Phạm vi tập trong nhà đã được xây dựng trong chế độ tập luyện. Nó cũng có chế độ luyện tập mục tiêu di động cùng với chế độ luyện tập mục tiêu bật lên. PUBG Battleground cũng đang được cải tiến cho cả súng trường Win94 và VSS. Cả hai loại súng trường hiện có thể được sử dụng mà không cần đến ống ngắm của chúng, làm cho chúng phù hợp hơn cho các cuộc chiến tầm gần. Win94 có được tầm nhìn bằng sắt, trong khi VSS có được tầm nhìn của can tật. Hơn nữa, Krafton đã cải thiện điểm đánh dấu ping màn hình và nó sẽ không khả dụng ở chế độ xếp hạng và eSport. Cùng với đó, Krafton cũng đã cải thiện đồ họa của minimap và làm cho nó trở nên chi tiết hơn. Trò chơi Battle Royale cũng sẽ nhận được một giao diện sảnh mới cùng với một chủ đề mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.